Xin chào quý vị đang đến với chương trình luận đàm thời sự của The Second Post. Molifan rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát sóng hôm nay. Thưa quý vị, chiến tranh công khai giữa Israel và Iran lại là một khả năng có thật. Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Iran. Nước đã thề sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas của Palestine vào ngày 31 tháng 7 tại Tehran. Trước đó, xung đột giữa Israel và Iran đã ở mức thấp trong nhiều thập niên, Hai bên chủ yếu tấn công lẫn nhau một cách âm thầm và trong trường hợp của Iran thường là thông qua ủy nhiệm. Nhưng sự bùng nổ của chiến tranh giữa Israel và Hamas do Iran hậu thuẫn vào tháng 10 đã đẩy nhanh các cuộc giao tranh. Hai bên đã có những đoạn trực tiếp vào tháng 4 khi Israel tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái lớn vào Israel. Mặc dù gây ra thiệt hại tối thiểu và gây ra một cuộc tấn công trả đũa hạn chế hơn, nhưng cuộc giao tranh trực diện đã đưa cuộc xung đột Israel-Iran vào giai đoạn nguy hiểm hơn. Vậy nếu giữa Israel và Iran thực sự nổ ra chiến tranh toàn diện thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Trước tiên, chúng ta sẽ so sánh năng lực quân sự của Israel và Iran. Lực lượng của Israel có lợi thế công nghệ lớn hơn Iran, một phần là nhờ sự hỗ trợ về quân sự và tài chính từ Hoa Kỳ, vốn từ lâu đã tìm cách bảo đảm lợi thế của Israel như một phần trong cam kết của mình đối với an ninh nhà nước gia thái. Ví dụ, Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông cho đến nay đã mua máy bay chiến đấu F35 của Lockheed Martin, hệ thống vũ khí đắt nhất từ trước đến nay. Người ta cũng tin rằng Israel có vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này chưa bao giờ thừa nhận khả năng đó. Ngược lại, các lệnh trừng phạt và cô lập chính trị đã cản trở Iran tiếp cận công nghệ quân sự nước ngoài, thúc đẩy nước này phát triển vũ khí của riêng mình, bao gồm hỏa tiễn và máy bay không người lái mà nước này bắn vào Israel. Máy bay chiến đấu của Iran chủ yếu là các mẫu cũ được thừa hưởng từ trước cuộc cách mạng năm 1979 của đất nước. Nước này đã đồng ý mua máy bay phản lực của Nga nhưng không rõ liệu chúng đã được giao hay chưa. Iran từ lâu đã bị nghi ngờ ấp ủ mục tiêu sử dụng chương trình hạt nhân của mình để chế tạo vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này phủ nhận có tham vọng như vậy. Nước này đã tích lũy đủ uranium làm giàu để chế tạo một số quả bom hạt nhân, nếu các nhà lãnh đạo của nước này quyết định tinh chế kim loại nặng ở mức 90% thường được sử dụng trong các loại vũ khí như vậy. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa có khả năng làm chủ quá trình vũ khí hóa nhiên liệu để sản xuất ra một thiết bị có thể hoạt động, có khả năng tấn công mục tiêu từ xa. Mặc dù có bất lợi về công nghệ, quân đội Iran được cho là có kho dự trữ đáng kể hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái giá rẻ, hay máy bay không người lái mà nước này triển khai chống lại Israel. Như Iran đã biết, việc thâm nhập vào hệ thống phòng không vững chắc của Israel là một thách thức phải vượt qua các máy bay chiến đấu của không quân Israel. Sau đó là hệ thống phòng không Arrow và David's Link của Israel cùng với Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh khác trong khu vực đã đánh chặn 99% trong số hơn 300 máy bay không người lái và hỏa tiễn mà Iran bắn ra vào tháng 4 vừa qua. Kho vũ khí phòng thủ của riêng Iran bao gồm các hệ thống hỏa tiễn đất đối không bao gồm S300 của Nga để chống lại máy bay và hỏa tiễn hành trình và hệ thống hỏa tiễn chống đạn đạo Aman do Iran sản xuất. Những hệ thống này không được thử nghiệm trong chiến đấu nhiều như hệ thống phòng thủ của Israel, một minh chứng cho thấy Israel thích chiến tranh bất đối xứng, nơi họ có thể thể hiện sức mạnh vượt trội, hơn là chiến đấu trực diện. Cả Israel và Iran đều có khả năng chiến tranh mạng. Hơn một thập niên trước, phần mềm động hại được gọi là Stronix đã xâm phạm các hoạt động tại một cơ sở làm dầu hạt nhân của Iran trong một hoạt động bị nghi ngờ là của Hoa Kỳ và Israel. Iran có khả năng thực hiện một loạt các hoạt động mạng, từ các hoạt động thông tin đến các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào các mạng lưới chính phủ và thương mại trên toàn thế giới, theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ công bố ngày 11 tháng 4. Vậy Israel có thể đáp trả Iran như thế nào? Một cuộc không kết của Israel vào chương trình hạt nhân của Iran sẽ là một trong những phản ứng cực đoan nhất đối với cuộc tấn công của Tehran. Trước đây, Israel đã giữ lại mối đe dọa đó cho đến khi Iran đạt đến bờ vực khả năng vũ khí hạt nhân. Thế thước là các cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo rất nhiều và phân tán khắp cả nước. Những cơ sở quan trọng nhất đã được chuyển xuống lòng đất trong những năm gần đây nhằm tránh nguy hiểm, mặc dù điều đó không ngăn chặn được các hoạt động phá hoại quy mô nhỏ hơn thường được cho là do Israel thực hiện. Israel được cho là đứng sau vụ ám sát 5 nhà khoa học hạt nhân Iran tại Tehran kể từ năm 2010. Và vào năm 2021, Iran đổ lỗi cho Israel về vụ nổ tại một cơ sở làm giàu quan trọng. Một viên chức quân sự cấp cao chịu trách nhiệm bảo vệ chương trình hạt nhân của Iran cho biết vào ngày 18 tháng 4 rằng nước này sẽ trả đũa tương tự nếu Israel nhắm vào chương trình này. Ông ám chỉ rằng, ngay cả mối đe dọa làm như vậy cũng có thể thúc đẩy Iran xem xét lại các chính sách của mình xung quanh những gì họ mô tả là một chương trình hạt nhân hòa bình. Thay vì tấn công các địa điểm hạt nhân, Israel có thể nhắm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng khác bên trong Iran thông qua một cuộc tấn công trực tiếp hoặc cuộc tấn công mạng đồng minh của họ là ai các đồng minh quan trọng nhất của iran là lực lượng dân quân cia ở liban iraq syria và yemen mà iran hỗ trợ bằng tiền vũ khí và đào tạo lực lượng dân quân hezbollah của liban đã phóng hỏa tiễn vào các mục tiêu của israel trong cuộc tấn công của iran vào israel sẽ được định vị để đóng vai trò quan trọng nhất trong một cuộc chiến tranh toàn diện Lực lượng này đã nhiều lần giao tranh với Israel và thường xuyên bắn hỏa tiễn, súng cối và rocket vào miền Bắc Israel kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10 giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas do Iran hậu thuẫn. Theo tình báo Israel, kho vũ khí của Hezbollah chứa hơn 70.000 hỏa tiễn và rocket, bao gồm cả hỏa tiễn tầm xa và hỏa tiễn dẫn đường chính xác. Phiên quần hào thì do Iran hậu thuẫn ở Yemen có thể sẽ háo hức tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn hơn. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Israel Hamas, họ đã cố gắng tấn công Israel bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái và đã làm gián đoạn giao thông ở Biển Đỏ bằng cách liên tục tấn công các tàu thuyền ở đó. Đồng minh nhà nước duy nhất của Iran ở Trung Đông là Syria. Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad khó có thể hỗ trợ vì họ vẫn đang vật lộn để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước sau khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Iran có mối quan hệ tốt với nga mặc dù cuộc chiến ở ukraine có thể hạn chế khả năng giúp đỡ của nước này và với trung quốc quốc gia đã mua dầu của iran mặc dù vẫn bị hoa kỳ và các đồng minh trừng phạt trong khi đó sức mạnh quân sự vô song của hoa kỳ và anh đã trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ israel với công nghệ tiên tiến và khả năng tác chiến xuất sắc lực lượng liên minh này đã thể hiện sự ưu việt khi đánh chặn và vô hiệu hóa hàng loạt hỏa tiễn cũng như máy bay không người lái của iran nhắm vào lãnh thổ israel Hoa Kỳ với tư cách là đồng minh thân cận đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ quân sự toàn diện cho Israel. Nguồn cung vũ khí và đạn dược ưu tiên được vận chuyển, tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Israel trước các mối đe dọa từ Hamas. Sự hiện diện hùng hậu của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực càng khẳng định cam kết bảo vệ lợi ích đồng minh. Hai tàu khu trục trang bị hệ thống phòng không tối tân USS Carney và USS Alibake cũng được điều động đến phía đông địa trung hải, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Sức mạnh không thể bàn cãi của Hải quân Hoa Kỳ còn được thể hiện qua việc triển khai các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Chiro Ford dẫn đầu niềm tự hào mới nhất của Hải quân Mỹ đã hiện diện tại địa Trung Hải ngay từ những ngày đầu xung đột. Hiện tại, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Dwight Eisenhower đang tuần tra tại Biển Đỏ, sẵn sàng triển khai lực lượng không quân hùng hậu, bao gồm các máy bay chiến đấu F-A-18EF Super Hornet cùng nhiều loại máy bay tiên tiến khác. Bên cạnh đó, 2.000 lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Hoa Kỳ đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ, có thể nhanh chóng triển khai khi cần thiết. Sự kết hợp giữa sức mạnh hải, lục, không quân cùng với khả năng phản ứng nhanh đã tạo nên một lá chắn phòng thủ đa chiều, vững chắc, khẳng định vị thế siêu cường của Hoa Kỳ và sức mạnh của Liên minh Mỹ-Anh trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Thưa quý vị, bây giờ nếu một cuộc chiến thật sự xảy ra, thì bên nào sẽ thắng? Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau phát họa câu chuyện này. Lưu ý là những chi tiết được đề cập dưới đây hoàn toàn mang tính lý thuyết và không hoàn toàn chính xác vì một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không xảy ra vì nhiều lý do, chủ yếu là chính trị và địa lý, chỉ là ý tưởng về cách một cuộc giao tranh quân sự thông thường trên quy mô lớn sẽ diễn ra. Đầu tiên, từ nguồn tin tình báo đáng tin cậy, Israel nhận thức được rằng Iran đang đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Theo thông tin từ một nguồn tin nội bộ của Mossad, Iran được cho là chỉ còn cách chế tạo thành công một quả bom hạt nhân chưa đầy 3 tháng. Bên cạnh đó, tình báo Israel cũng phát hiện Iran đang nghiên cứu một loại đầu đạn hóa học mới cho hỏa tiện đạn đạo tầm trung IRBM của họ. Do tính nhạy cảm của thông tin và để bảo vệ nguồn tin, Israel quyết định không chia sẻ chi tiết này với Hoa Kỳ. Thay vào đó, Knesset, cơ quan lập pháp của Israel, đã tổ chức một phiên họp kín để thảo luận về tình hình. Kết quả của cuộc họp là việc phê chuẩn chiến dịch Burning Bush, một kế hoạch mà lực lượng không quân Israel IAF đã chuẩn bị từ lâu để đối phó với mối đe dọa này. Vào 3 giờ sáng giờ địa phương, một chuyến bay gồm 16 chiếc F-35 từ các căn cứ ở Israel cất cánh sau khi khởi hành và bay qua Iraq và Syria và vào Iran. Chúng không được phát hiện trên bất kỳ radar tìm kiếm trên không nào. Vào lúc 4 giờ 29 phút giờ địa phương, 16 chiếc F-35 phá hủy địa điểm sản xuất đầu đạn gần Natan bằng hỗn hợp AARGM, Delila, Popeye và vũ khí xuyên sâu GBU 2000 pound. Địa điểm này bị phá hủy và không có máy bay phản lực nào của Israel bị bắn hạ, vì không có radar tìm kiếm nào có thể phát hiện do chúng có một loại vỏ gây nhiễu mới mà người Iran chưa từng thấy trước đây. Cùng lúc đó, một chuyến bay khác gồm 6 chiếc F-35 phá hủy các lò phản ứng tại Busia bằng các loại đạn tầm xa từ trên cao trên vịnh. Tất cả đều trở về căn cứ an toàn. Người Iran phát động một cuộc tấn công ủy nhiệm lớn với hàng trăm hỏa tiễn và súng cối được phóng từ Palestine và Liban vào Israel bởi các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Không quân Israel đáp trả tương tự và nhiều cuộc không kích đã diễn ra với trực thăng và máy bay không người lái. Israel bị lên án rộng rãi sau khi phương tiện truyền thông ủng hộ Palestine phát đi các cảnh quay lặp lại về cảnh trực thăng Apache của Israel phá hủy trường học, một nhà thờ Hồi giáo lớn và một bệnh viện gây ra thương vong lớn cho dân thường. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Syria bắt đầu dàn dựng các cuộc tấn công xuyên biên giới vào các mục tiêu của Israel ngay bên kia biên giới Syria và khi không quân Israel đập tan các cuộc đột kích, họ gặp phải một số khẩu đội hỏa tiễn S-300 mới và một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Iran. Một trận không chiến lớn nổ ra mà Israel chiếm ưu thế quyết định nhưng mất hơn một chục máy bay chiến đấu trong quá trình này. Hoa Kỳ tức giận vì người Israel không nói với họ rằng họ sẽ tấn công trước, thúc giục kiềm chế và không cam kết. Israel tiến hành các cuộc không kết lớn vào Syria và vào Iran nhắm vào các radar phòng không, căn cứ không quân, địa điểm hỏa tiễn và trung tâm hậu cần. Một lần nữa, F-16 chiếm ưu thế và Iran mất đi phần lớn sức mạnh máy bay chiến đấu của mình mà không có hiệu quả khi cố gắng chống lại chúng. Các cuộc tấn công tầm thấp của F-15I bằng pod ghi nhiễu mới cũng rất hiệu quả. Iran đưa một vài sư đoàn quân cơ giới và thiết giáp có năng lực nhất của họ đến, vượt qua biên giới Syria và cố gắng đưa người Israel vào trận chiến ở phía nam Manbi. Họ được tăng cường bằng một số lượng lớn các khẩu đội bút và tho di động, cộng với gần 50 pan S1 mới nhất mua từ Nga. Người Syria không thể làm gì để ngăn chặn cuộc tấn công và chỉ đứng đó, chờ xem điều gì sẽ xảy ra bất kỳ đơn vị ủng hộ Assad hay dân quân người Kurd nào chống cự đều bị đánh bật sang một bên. Các phe phái Shia ủng hộ Iran chào đón xe bọc thép của Iran bằng vòng tay rộng mở và xe tải chở đầy nhiên liệu. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo cả hai bên không được xông vào biên giới phía nam của mình, nếu không sẽ phản ứng bằng quân sự nhưng không làm gì ngoài việc điều động quân đội ồ ạt đến biên giới, phản đối gây gắt Liên Hợp Quốc và tăng cường tuần tra trên không ở khu vực đó. Cuối cùng, lực lượng thiết giáp Iran tiến đến cao nguyên Golan, nơi quân đội Israel đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ. Một trận đánh lớn giữa xe tăng và pháo binh nổ ra. Xe tăng Merkava 4 của Israel được bố trí trong các vị trí đào sâu với thân xe hạ thấp trở nên cực kỳ khó bị xuyên thủng từ phía trước. Quân Iran buộc phải tấn công từ nhiều hướng, nhưng phải đối mặt với hỏa lực dữ dội từ các đội hỏa tiễn chống tăng Spy của Israel. Họ chỉ đạt được thành công hạn chế khi có thể vòng qua phía sau hoặc xâm nhập giữa các đơn vị thiết giáp Israel, sử dụng hỏa tiễn chống tăng Concurs, Cornet hoặc hỏa lực xe tăng để gây thiệt hại. Israel tập trung vào việc tấn công các đơn vị phòng không và cung cấp hậu cần của Iran ở phía sau. Khi hệ thống phòng không của Iran bị phá hủy, trực thăng Apache của Israel bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng dọc theo các con đèo, gây ra thiệt hại lớn cho Iran, mặc dù cũng chịu tổn thất đáng kể lực lượng thiết giáp của Iran bị chậm lại do khó khăn trong việc tìm nhiên liệu và đạn dược. Các chỉ huy lữ đoàn của Iran đã tăng cường phòng không ở phía trước để lại phần đuôi xe dễ bị các cuộc khung kích của Israel tấn công. Các hỏa tiễn IRBM của Iran mang đầu đạn thông thường bắt đầu tấn công các sân bay của Israel. Trong khi đó, hỏa tiễn hành trình của Israel được phóng từ tàu hải quân và máy bay nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran và Syria để cản trở các hoạt động hậu cần của Iran từ phía sau. Israel tận dụng sự hỗ trợ từ các tài sản trên sát vệ tinh và trên không của mình, cùng với sự trợ giúp bí mật từ Hội đồng Hợp tác Vùng viện GCC và Hoa Kỳ về thông tin tình báo, hình ảnh vệ tinh và cảnh báo đột kích, dù CGG và Hoa Kỳ chính thức phản đối việc can thiệp vào cuộc xung đột. Một hỏa tiễn IRBM của Iran đã tấn công một trung tâm mua sắm và một khách sạn du lịch ở Eilat, khiến hơn 300 thường dân thiệt mạng, Mặc dù các phương tiện truyền thông thế giới rất kinh hoàng về sự việc này, nhưng họ không thay đổi cách tường thuật về các cuộc ném bom của Israel vào các trường học và nhà thờ Hồi giáo. Và các cuộc tấn công ở Elat không nhận được sự chú ý tương tự. Sau 4 ngày giao tranh ở cao nguyên Golan, lực lượng chính của các sư đoàn Iran đã bị chặn lại và các tuyến phòng thủ của Israel đã được tăng cường. Một lữ đoàn không quân đổ bộ xuống phía nam hậu phương của Iran và các đứt các tuyến tiếp tế. Bị cô lập và không thể tiếp tế lại, các chỉ huy Iran quyết định dùng toàn lực tiến về phía trước để đập tan tuyến phòng thủ của Israel dưới sự yểm trợ dày đặc của không quân Iran. Quân Israel xây sở để rút lui và chiếm giữ các vị trí phòng thủ sụp đổ qua mỗi thung lũng, cho phép xe tăng Iran tiến lên phía trước, Cuộc tấn công của Iran thất bại khi pháo binh hỏa tiễn của Israel cuối cùng đã nhắm vào các địa điểm dự trữ nhiên liệu của Iran và thấy rằng các đơn vị tiền phương của họ đang tiến lên các thung lũng không thể được tiếp tế lại và sẽ sớm bị cắt đứt nếu họ tiếp tục tiến lên. Quân Iran nhận ra rằng cuộc tấn công đã kết thúc. Israel đã để lùi quân Iran trở lại các thung lũng, giữ được địa hình cao hơn và sử dụng trực thăng chiến đấu để tấn công. Các sư đoàn thiết giáp Iran bị tiêu diệt ở các thung lũng Golan, Lữ đoàn không quân của Israel cũng giải vây sau 72 giờ. Iran rút quân qua Syria và không dừng lại cho đến khi đến biên giới Iran. Trong khi đó, các lực lượng ủng hộ Assad tận dụng cơ hội để quát sạch quân nổi dậy liên kết với IRGC ở miền Bắc Syria. Họ đã cầu xin Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. Cuối cùng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã soạn thảo một nghị quyết ngừng bắn mà cả hai bên đều ký, Iran trở thành quốc gia bị cô lập hơn trước, trong khi Israel bị chỉ trích vì các cuộc không kích vào miền Nam Liên băng. Tuy nhiên, các nước GCC bí mật cảm ơn Israel và mối quan hệ giữa Israel và các quốc gia này được cải thiện. 7 tháng sau, Emirates và Saudi Arabian Airlines bắt đầu bay đến Tel Aviv và Ả Rập Xê Út cùng UAE ký thỏa thuận cho phép các hãng hàng không Israel bay qua lãnh thổ của họ. Israel cũng chuyển sang mua khí đốt và dầu từ các quốc gia GCC, bao gồm cả Iraq. Với sự chấp thuận của Liên đoàn Ả Rập GCC, Israel đã công nhận Palestine là một quốc gia, đánh dấu một sự thay đổi chính trị trong nước Palestine khi phong trào chính trị mới thoát khỏi sự bảo trợ của Iran. Tổng kết lại, ai là người chiến thắng? Iran đã mất phần lớn chương trình hạt nhân quan trọng, nhiều nhà khoa học và gần như toàn bộ khả năng tấn công nhanh cùng các hệ thống phòng không di động, bao gồm cả các hệ thống Pansy. Israel mất hơn 30 máy bay phản lực và chịu tổn thất đáng kể trong hai lữ đoàn thiết giáp hạng nặng, nhưng vẫn giữ được khả năng chiến đấu. Israel đã có thể thay thế hầu hết các máy bay phản lực bằng các máy bay dự phòng và xe tăng từ kho dự trữ. Họ cũng đã bắn 65% số hỏa tiễn Iron Dome và 80% số hỏa tiễn Spike và Spike LR. Mặc dù đây là một cuộc xung đột đậm máu, nhưng rõ ràng Israel là bên chiến thắng. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình luận đàm thời sự hôm nay cũng sẽ được kết thúc ở đây. Và nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị cũng đừng quên bấm nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Modifan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.